Chào em, chú bán em đây là hai em xe Honda. Một em là Honda CB1001 RS đời 2017 đăng ký lần đầu 2018 nha em. Và một em là Forza 750 model 2023 là một chiếc xe lướt. Xe này là model mới, cái màu xám nòng súng mới được đưa về Việt Nam nha em. Đấy, và cả hai em xe này thì rất là đẹp, zin. Nói chung hai em này là trong tình trạng hoạt động hoàn hảo. Đấy. Và bây giờ thì mình sẽ quay trước cho anh em. Đây là em Honda CB1001 RS đời 2017 đăng ký lần đầu 2018. Thì xe này là cặp vỏ còn nguyên zin theo xe nha anh em. Đấy, xe đã trang bị đầu đèn full LED, có thấu kính gương cầu ở bên trong. Rồi phanh ở phía đằng trước là phanh đôi và sử dụng phuộc ống lồng của Showa. Vỏ ti phuộc màu vàng nhìn nó rất là nổi bật nha anh em. Xe thì sở hữu khối động cơ là 1140cc, cho công suất lên đến khoảng 90 mã lực. Đấy, đây là một cái động cơ kiểu cổ điển classic thôi. Đó, và chất xe thì nó là một phiên bản Retro Sport, cho nên nó có tên gọi là CB1001 RS. Và xe này thì hiện tại anh em cũng săn lùng rất là nhiều để mà chơi, cũng như là sưu tầm chiếc xe CB1001 này. Đây, xe này biển số thành phố Hồ Chí Minh và cũng tương đối là đẹp nha anh em. Xe biển số thành phố Hồ Chí Minh, sang tên một nốt nhạc, rút gốc sang tên là toàn quốc cho anh em. Đấy, động cơ máy móc là nguyên zin. Xe trang bị bình xăng có dung tích lên đến là khoảng 17 lít. Bình xăng khá lớn nha anh em, và có sập quạt ở bên trên. Xe này tình trạng là nguyên bản nguyên zin thôi, chỉ có gắn thêm chống đổ cũng như là gắn thêm cái ba ga phía sau. Đấy, ba ga đồ chơi. Phuộc thì phuộc sâu qua màu vàng và cặp bô đôi. Bô này thì đã có móc nhẹ nha anh em, móc nhẹ để cho nghe âm thanh nó phấn khích hơn. Đấy, và em xe này có giá là 400 mấy chục triệu. Anh em nào quan tâm tới chiếc CB1001 RS thì anh em cứ liên hệ với mình nha, 400 mấy chục triệu. Và em tiếp theo là em Honda Forza 750 model 2023 màu xám nòng súng, và em này là chưa có đăng ký biển số, chưa ra biển số luôn. Đó, xe là nguyên zin. Và em này thì có giá bán tiết kiệm hơn mua mới, đập thùng là lên đến 80 triệu nha anh em. Giá là 599 triệu. 599 triệu là bao biển số ra tên cho anh em để mà đăng ký lần đầu tiên ha. Và xe này thì nó cũng không thay đổi gì hết so với đời 2021. Đó, chỉ có màu sắc là nó là màu xám nòng súng mới thôi. Xe vẫn trang bị là phuộc upside down hành trình ngược của Showa. Rồi xe có trang bị 4 mốt lái, 4 chế độ chạy nha. Và xe thì nó là hộp số bán tự động, ly hợp kép, DCT 6 cấp. Em này hiện tại là đi lướt được 2.000 cây hơn tí xíu. Đấy, xe trong tình trạng hoàn hảo, hoạt động rất là bình thường. Rồi anh em nào quan tâm tới Forza 750 hay là CB1001 RS thì anh em cứ liên hệ với bên mình để mà xem xe nha. Một em là 400 mấy chục triệu và một em là 500 mấy chục triệu. Rồi, xin cảm ơn em đã xem hết clip.